Liên quan đến vụ thiếu niên 16 tuổi chết giữa sân nhà, Công an tỉnh Quảng Nam nhận định trước khi tử vong, nam thiếu niên này đã sử dụng ma túy và tự gây vết thương ở cổ. Chiều 14 tháng 9, trao đổi với PV Thanh Niên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan vụ nam thiếu niên 16 tuổi chết giữa sân nhà, hiện đơn vị đang chờ kết quả từ cơ quan giám định để đưa ra kết luận cuối cùng. Theo Thiếu tướng Dũng, trong quá trình khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân dương tính với ma túy. Nhiều khả năng thiếu niên này tự gây ra cái chết cho chính bản thân, tuy nhiên hiện đang chờ kết quả giám định thì mới xác định chắc chắn được, Thiếu tướng Dũng nói. Cũng theo Thiếu tướng Dũng, thi thể nam thiếu niên có một vết thương ở cổ, tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ được một sợi dây thừng, tuy nhiên, sợi dây này không dẫn đến cái chết bởi khi giám định tử thi, giải phẫu ra thì phổi của nạn nhân bị phù nên cơ quan chức năng đặt nghi vấn nguyên nhân tử vong có khả năng do sốc ma túy. Trước đó, rạng sáng 12 tháng 9, gia đình bất ngờ phát hiện HVK, 16 tuổi, ở thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, nằm gục giữa sân nhà, khi đến kiểm tra thì ca đã chết. Vụ việc sau đó được trình báo công an xã Đại Nghĩa và công an hát Đại Lộc. Được biết thiếu niên này đang ở với ông bà ngoại, mẹ ca, đi làm ăn xa, còn cha đã bỏ đi khi ca còn nhỏ.